22 tuổi, Diana Mendoza, với trang phục truyền thống được làm hoàn toàn từ các tua acrylic, đá và pha lê. Lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ vùng Amazon, bộ trang phục này có Huilla Guico, là một dạng truyền thống của người bản địa và chiếc khăn trùm đầu đi kèm làm từ các chùm lông vũ sặc sỡ. Gentlemen, let's welcome Miss